Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể đăng ký tài khoản ở trên sàn Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cũng như là uy tín nhất trên toàn thế giới. Nhiều khi các bạn lên trên Google này, các bạn search là Binance này chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ ra rất là nhiều các cái trang web khác nhau, có trang web là thật, có trang web là giả mạo. Thế nên là để tránh cái việc các bạn kích nhầm phải một cái link lừa đảo, đăng ký nhầm một cái sàn lừa đảo nào đấy, thì mình sẽ để link đăng ký trực tiếp ở phía dưới phần mô tả luôn. Nếu các bạn đăng ký bằng link này thì các bạn cũng sẽ được giảm 10% phí giao dịch từ mình. Đây, thì link đăng ký đây, thì các bạn có thể click vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái phần đăng ký như thế này. Thì các bạn, nó đầu tiên nó sẽ hỏi là các bạn sống ở đâu, thì ở đây nó sẽ mặc định là ở Việt Nam, thì các bạn ấn vào xác nhận. Đến phần này thì các bạn ấn vào cho mình là cái phần là tạo tài khoản cá nhân nhé. Đó, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là bạn đã được mời tham gia Binance và được giảm 10% phí giao dịch này. Nếu mà các bạn giao dịch nhiều và giao dịch lâu thì 10% này nó là cái khoản phí rất lớn đấy. Thì mình có để link này ở phía dưới phần mô tả rồi. Ok, đầu tiên thì để đăng ký thì các bạn cần phải điền email của các bạn. Thì sau đấy là đến phần mật khẩu, thì ở đây mình có chuẩn bị một cái email sẵn ở đây rồi. Thì mình sẽ copy vào. Thì các bạn sử dụng email nào thì các bạn sẽ điền vào đây. Ở phía dưới là phần mật khẩu. Đây, ở đây nó có một cái lưu ý là đầu tiên là nó phải tối thiểu là 8 ký tự. Tối thiểu là 1 ký tự số và 1 ký tự viết hoa. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy là Dương Alex 123 chẳng hạn đấy. Ví dụ thế đi. Đây, thì các bạn có thể thấy là cái chữ cái đầu tiên của mình viết hoa này. Và ở phía cuối mình có số này, là nó đạt đủ được cả 3 yêu cầu này rồi. Đấy, đây, ở đây là đồng ý nhận thông tin. Đây, các bạn có thể click vào để nếu có thông tin gì mới nó sẽ gửi qua email. Thì sau này nếu mà Binance nó có những cái phần quà hoặc là những cái thông báo về những cái sự kiện mới hoặc là những cái chương trình khuyến mại giảm giá thì nó cũng sẽ gửi vào email này của các bạn luôn. Thì như đợt trước thì vào trong giờ đợt Merry Christmas, đợt Noel thì mình đã được tặng 45 USDT nhá. 45 USDT vào trong cái tài khoản của mình luôn. Và mình có thể rút được cái số tiền này về trong ngân hàng của mình luôn. Đó. Thì có rất là nhiều các cái phần quà đặc biệt này. Thì thường là những các bạn nào mà giao dịch nhiều, giao dịch lâu ở trên Binance ấy, thì ở vào những cái dịp thì nó sẽ gửi quà cho các bạn. Thì các bạn nhớ tích vào. Ở đây thì nó sẽ gửi thông tin cho các bạn biết. Ok, được rồi, sau đấy thì các bạn ấn vào phần tiếp theo. Thì ở đây nó sẽ gửi một cái mã về cái email của các bạn. Họ sẽ yêu cầu bạn xác minh email. Thì ở trong phần này thì Binance sẽ gửi 6 cái mã vào trong cái email mà mình vừa mới điền vào ấy. Thì các bạn ấn vào phần lấy mã cho mình. Đó, là như thế là Binance đã gửi thành công email vào trong cái địa chỉ email của mình rồi. Thì mình sẽ đợi ở đây. Đây, cái mail mới họ vừa gửi đây. Thì trong này nó sẽ có cái thông tin và mình cần phải điền cái mã này vào đây. 425932, mình sẽ copy vào đây luôn. Đó, rồi sau đấy mình sẽ ấn vào phần gửi. Đó, như vậy là mình đã xác minh xong cái phần email rồi này. Bây giờ đến phần là nhập số điện thoại. Mình sẽ xác minh cái số điện thoại của mình. Mình sẽ dùng số của mình ở trên này mình điền vào. 039. Đây, ví dụ như thế này đi. Rồi các bạn ấn vào phần tiếp theo. Ok, đến phần này thì các bạn ấn vào cái phần lấy mã để nó gửi một cái SMS gồm 6 chữ số về cái số điện thoại mà các bạn đã điền vào. Các bạn ấn vào đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phần là gửi mã thành công. Đấy, giờ mình có rồi đây. Sau rồi các bạn ấn vào phần gửi. Ok, như vậy là bạn đã tạo tài khoản thành công rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy đến cái bước là xác minh danh tính. Thì cái việc xác minh danh tính này để làm gì? Thì nó giúp bảo vệ các bạn là khi các bạn giao dịch mua bán các đồng tiền điện tử ở trên này thì Binance quy định là mỗi người chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất và tài khoản đó là tài khoản sẽ thuộc về một cá nhân nào đó. Khi mà các bạn muốn giao dịch hoặc là mua bán các đồng tiền điện tử với những người khác ở trên này thì những người khác muốn có thể giao dịch được, họ cũng cần phải xác minh danh tính. Và mỗi người sẽ chỉ có một tài khoản duy nhất ở trên Binance mà thôi. Thì cái việc xác minh danh tính này nó giúp bảo vệ bạn với những người khác, nhưng đồng thời cũng bảo vệ những người khác với cả các bạn luôn. Bởi vì tất cả những cái tài khoản có thể mua bán cũng như là giao dịch được ở trên Binance đều phải xác minh danh tính rồi.
Ok, và sau cái bước xác minh danh tính thì các bạn có thể nhận được một cái mở khóa phần thưởng. Khi mà các bạn bắt đầu giao dịch ở trên sàn Binance thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng nho nhỏ do sàn. Thì cái này tùy vào cái thời gian mà các bạn đăng ký tài khoản. Thì mỗi một cái sự kiện khác nhau họ sẽ tặng một cái phần quà khác nhau. Thì cái này thì nó sẽ tùy. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xác minh danh tính luôn. Thì các bạn ấn vào cái chữ xác minh ngay ở phía dưới này. Thì để có thể xác minh được danh tính, họ sẽ cần cái số chứng minh nhân dân, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh giống như ở trên cái chứng minh nhân dân của các bạn. Thì trên chứng minh nhân dân của các bạn như thế nào thì các bạn điền vào đây. Thì như các bạn sẽ phải điền số chứng minh nhân dân đúng với cả cái chứng minh nhân dân của các bạn. Còn đây là mình đang lấy ví dụ thôi. Thế nên là mình sẽ dùng một cái chứng minh nhân dân fake. Đấy, để mình điền vào đây. Ví dụ số chứng minh nhân dân các bạn điền đúng vào. 012 056 012. Tên đầy đủ, tên của các bạn như nào thì các bạn điền vào đây. Ở đây là Nguyễn Tiến Anh chẳng hạn thì mình sẽ điền vào là Nguyễn Tiến Anh. Đó, viết hoa giống hệt như ở trong cái chứng minh nhân dân của các bạn. Tiếp theo đến là ngày tháng năm sinh. Là ngày 15 tháng 9 năm 1994 chẳng hạn, 15 này. Tháng 9 này. 1994 cơ. Nó tít tận dưới này. Đây 94 đây. Ngày 15. Đây. 15 tháng 9 năm 1994. Giống như ở trên chứng minh nhân dân của mình. Tên Nguyễn Tiến Anh, số chứng minh nhân dân đầy đủ rồi. Ok. Sau khi các bạn đã check xong rồi thì các bạn ấn vào phần tiếp tục cho mình. Đấy. Ở phần địa chỉ thường trú này thì các bạn điền giống với cả thị địa chỉ thường trú ở trong chứng minh nhân dân của các bạn. Ví dụ như ở đây là 152 Hàng Bồ, Hà Nội thì mình cũng điền đúng như thế luôn. 152 Hàng Bồ, viết hoa chữ cái đầu này. Vậy Hà Nội. Ok, được rồi. Mã bưu điện cái này không bắt buộc nhé, thì các bạn không cần điền được. Thành phố thì các bạn điền cho mình là Hà Nội. Bạn ở Hà Nội thì bạn điền Hà Nội. Hồ Chí Minh thì các bạn điền Hồ Chí Minh giống như ở trong chứng minh nhân dân của các bạn. Đây, nguyên quán Hà Nội đây. Ok, đến bước này rồi thì các bạn ấn vào phần tiếp tục cho mình. Được rồi. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu các bạn là gửi cái giấy tờ. Thì ở đây nó có cả hộ chiếu, bằng lái xe, nhưng ở đây là chính căn cước cho chính phủ cấp. Thì mình sẽ gửi cái chứng minh nhân dân này của mình lên luôn. Để làm ví dụ cho các bạn, thì các bạn ấn vào phần là căn cước do chính phủ cấp nhé. Rồi các bạn ấn vào phần tiếp tục. Đó, ở đây thì nó sẽ có một vài các cái lưu ý. Các bạn cần phải chụp rõ cái chứng minh nhân dân của các bạn ở giữa màn hình giống như thế này. Được chưa? Như kiểu nó bị lệch sang một bên như thế này là không được này. Đấy, nó bị lệch sang một bên là không được này. Bị mờ cũng không được, hoặc là bị lóe sáng này là cũng không được. Cần phải chụp rõ ràng mà nó không bị chiếu bóng, nó không bị bóng thì mới được. Thì ở đây mình có chuẩn bị rồi. Như các bạn cứ chụp được nó trông tương đối như thế này. Các bạn đặt lên mặt bàn ấy, hoặc là mặt một mặt nào đấy màu đen hoặc màu trắng, rồi các bạn dùng máy ảnh các bạn chụp để nó rõ được các cái thông tin như thế này là được rồi. Thì mình có chuẩn bị cả hai mặt của chứng minh nhân dân luôn để cho các bạn xem. Đây, mặt sau của mình đây. Đó, khá là rõ ràng như này là được rồi. Ok, ở đây nó sẽ bắt các bạn cách chụp cái giấy tờ tùy thân lên. Thì khi các bạn click vào đây, nó sẽ yêu cầu quyền truy cập. Nhưng mà ở trên cái máy tính của mình thì nó lại không có camera, bởi vì mình đang sử dụng camera để quay cho các bạn rồi. Thì có một cách khác để các bạn có thể làm được điều này. Đó là các bạn sẽ sử dụng, các bạn nhìn thấy là cái phần ở phía dưới này không? Màu vàng vàng nó đang có là thiết bị của tôi không có máy ảnh ấy. Thì các bạn click vào phần này. Đó, thì nó sẽ có một cái phần quét mã. Thì các bạn hãy tải cái ứng dụng Binance ở trên điện thoại xuống. Thì sau đó các bạn sẽ quét cái mã này. Thì mình sẽ quay luôn ở trên máy tính của mình nhé.
Ok, sau khi các bạn đã tải app xong thì các bạn có thể vào trong app Binance. Thì các bạn nhìn thấy phía trên bên tay phải màn hình sẽ có một cái hình vuông có dấu gạch ở giữa. Thì các bạn click vào phần này cho mình. Thì nó sẽ yêu cầu các bạn quét cái mã QR. Thì nó chính là cái mã QR đang hiển thị ở trên màn hình để giúp các bạn xác minh danh tính ấy. Thì các bạn quét vào. Đó. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình đăng nhập. Thì các bạn đăng nhập cái tài khoản mà các bạn vừa lập vào. Vì bây giờ các bạn đã có tài khoản rồi. Ok, giờ thì các bạn trượt cái này để cái miếng ghép này nó vừa khít với cả bức tranh để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Đó, như thế là được rồi. Thì ở đây, ở cái lần đăng nhập đầu tiên này, nó sẽ yêu cầu xác minh email và xác minh di động lại một lần nữa. Thì nó cũng giống như vừa nãy, thì các bạn ấn vào phần lấy mã. Thì nó sẽ gửi một cái email vào trong cái hòm thư của các bạn. Thì các bạn click ở đây để có thể nhập cái mã này vào. 826952. Tiếp tục là ở phần mã di động thì các bạn ấn vào lấy mã. Thì nó sẽ gửi số về số điện thoại các bạn, thì các bạn cũng điền vào đây. Ok, sau khi các bạn đã điền đủ hai cái rồi thì các bạn ấn vào phần gửi. Ok, và như thế này thì các bạn đã đăng nhập thành công vào trong Binance rồi. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng cái phần này để có thể xác minh danh tính ở trên điện thoại của mình. Ấn lại cái phần phía trên bên tay phải, cái góc có cái hình vuông có dấu gạch ở giữa. Đấy, rồi mình sẽ ấn vào phần scan QR code. Đây, thì nó sẽ hiển thị ra cái màn hình xác minh danh tính giống như vừa nãy rồi. Nhưng mà bây giờ là đang ở trên cái chiếc điện thoại của mình. Thì mình sẽ sử dụng cái chiếc điện thoại này để chụp cái chứng minh nhân dân của mình. Thì ở đây nếu mà các bạn có một cái mặt phẳng màu đen hoặc màu trắng gì đấy, thì các bạn có thể đặt cái chứng minh nhân dân của bạn lên vào giữa như thế này. Thì các bạn chụp. Đó, nó cần phải rõ các cạnh như thế này. Xong mình ấn vào ấn chụp. Sau khi xong rồi thì các bạn ấn vào phần là sử dụng ảnh. Đó. Tiếp theo đấy thì mình sẽ chụp mặt sau của giấy tờ tùy thân. Đó, các bạn cũng cần phải chụp rõ, giống như mình như thế này. Rồi, các bạn ấn vào phần là sử dụng ảnh. Ok, sau khi các bạn đã tải lên mặt trước và mặt sau ảnh chứng minh nhân dân của mình, thì các bạn ấn vào phần tiếp tục ở phía dưới này, ở trên điện thoại. Ok. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu các bạn cần phải có một cái bức ảnh chân dung của các bạn. Đấy, các bạn phải tự chụp một cái bức ảnh chân dung của các bạn. Thì mình sẽ tự chụp luôn để nó đối chiếu với cả cái chứng minh nhân dân của mình. Đấy, thì các bạn quay camera trước này. Đây, ví dụ mình chụp một bức như này chẳng hạn. Đó, mình ấn vào phần là sử dụng ảnh. Đấy. Khi mà nó có cái chữ tải lên ảnh như thế này thì tức là đã có ảnh của mình được gửi lên rồi đấy. Thì các bạn ấn vào phần tiếp tục. Đó. Và sau đấy thì nó sẽ yêu cầu một bước nữa. Đây sẽ là cái bước cuối cùng. Đó là xác minh khuôn mặt của các bạn. Thì trong cái phần này nó yêu cầu là các bạn không đội mũ, không đeo kính, không chỉnh sửa và không và phải là đủ sáng nhé. Thì mình sẽ bắt đầu xác minh luôn. Đây. Thì mình sẽ bỏ kính của mình ra, mình sẽ cho cái mặt mình vào trong cái khung hình họ đang để ở đây. Xin khoản mang tiền thổ. Ok, như vậy là bạn đã xác minh thành công rồi. Ok, và sau khi các bạn đã có được thông báo xác minh thành công xong ở trên điện thoại, thì các bạn có thể vào trang Binance ở trên máy tính. Ví dụ mình vào Google, mình search Binance, đây. Thì các bạn có thể bắt đầu đăng nhập vào đây được rồi. Thì các bạn ấn vào phần đăng nhập ở phía trên bên tay phải này. Đó. Ở đây thì các bạn điền email cũng như là mật khẩu các bạn điền vào. Nó cũng sẽ hỏi về cái mã xác minh di động. Thì các bạn cứ ấn vào lấy mã. Thì cái này nó nhằm giúp bảo vệ tài khoản của các bạn mà. Thì mỗi lần các bạn đăng nhập vào ở trên thiết bị mới hoặc là ở trên máy tính, trên điện thoại thì nó sẽ đều hỏi để xác minh rằng bạn chính là người đăng nhập vào. Tránh những cái việc bị hack, bị mất do bạn bị lộ mất tài khoản. Đó, thì nó sẽ bảo mật rất là kỹ ở phần này. Ok, và sau khi các bạn đã đăng nhập thành công rồi thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình
thằng người ở phía trên bên tay phải đây này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái phần ở đây có cái tích xanh là đã xác thực. Và khi các bạn nhìn thấy được cái chữ này, tức là các bạn đã hoàn thành xong bước cuối cùng đầy đủ của việc là xác minh tài khoản ở trên này. Ok, thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể mua bán cũng như là nạp tiền vào trong tài khoản ở trên Binance để có thể bắt đầu giao dịch truyền thống hoặc là giao dịch future ở trên sàn Binance này. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.